Dạ con xin chào cô chú. Đó, hôm nay con lên chú thêm hai cái cuối cùng của cái lô máy hôm nay về nha chú. Này, máy này thì do là bên con hồi nãy trừ trên xe xuống là có đổ xăng vô giật chạy, mà không biết sao giờ là chuyển giật không chạy nữa chú ơi. Đây là con bán cho chú là máy nha chú. Này nếu mà cô chú mua á thì con xúc bình xăng lại là máy bao chú là xúc bình xăng lại là bao chạy. Đó. Thì do bữa nay là nãy là con có test chạy rồi. Nó giờ nó không chạy nên là con bán cho chú rồi con cô chú nào chốt con sẽ xúc bình xăng rồi quay mà quay cái máy chạy á chú, quay chi tiết cho cô chú luôn. Này, máy rồi là cái e rồi đầy đủ hết này. Hồi nãy là trên xe xuống là đổ xăng gì chạy không vậy? Chạy. Đó. Cái này thì con cũng nói thiệt chú nè, cái này nãy là bị đứt dây giật của chú. Con có bỏ một khúc rồi. Con cái này nãy là có sạc chạy một cái rồi nè, do giật dứt cái giật rồi con có làm nói là như chú. Không có nói nữa mà cắt cái khúc đó bỏ rồi gắn vô lại. Tại vì cái này cũng dây giật con thấy cũng còn dài của chú. Rồi con nói lại con không có thay dây mới luôn. Tại dây zin rất là chắc. Đó, giờ con nhờ chuyển test thử cái này giật sẽ chạy không như chú. Còn xăng không? Mấy máy này là đều chạy hết rồi nha. Nhưng mà do là chưa xúc bình xăng chú, không lên xăng. Rồi. Đó, máy à. Đó. Do là như là nãy nó là bình xăng nó không lên, như nó bị nạp xăng rồi chú là không chạy, nhưng mà test lại là chạy nè. Máy là bán là mà chạy bình thường luôn chú, nó bán là chạy rồi nè. Máy là còn chạy bình thường luôn chứ. Thì con nãy con nói thì con bán cho chú là cái này 3,4 triệu luôn chú, 3,4 triệu bao ship. Máy chạy gì nè, chưa đánh khói rồi. Chứ hồi nãy nó bị ngọt xăng luôn chứ, nó giờ chạy được bình thường. Để con tắt con nhờ chuyển nghịch lại chứ. Máy đã chạy nhiều chú. Rồi chưa? Rồi. Đóng e lên ra là chạy nhiều chú. Tháo bô ra bốc dữ lắm chú ơi. Nó cái này là 3,4 triệu bao ship. Rồi tắt cái chuyển. Hôm qua chú cái này nha. Cái này là 180 mít xu nè, gần 180. Đó, máy rồi vàng lông bô rồi đầy đủ hết luôn chú ơi. Không có thiếu gì hết. Cô chú nhìn nè, ngoại hình máy cũng còn rất là đẹp luôn nè. Này, nắp e nè, nắp đít nó là còn luôn. Úi, bô rồi là nguyên zin hết nha chú. Đó, giờ để con nhờ chuyển nha. Con sẽ nhiên chuyển con sẽ giật lên thử coi máy này chạy bao nhiêu chú. Hồi nãy là cũng chạy rồi nhưng mà là chưa có xúc rửa bên xăng nên là kiểu như nó không lên xăng luôn chú, nó không chạy này lóc này. Máy này xúc rửa bên xăng lại là chắc ăn là chạy nhau chú, ngoại hình máy còn rất là đẹp luôn. Đây. Bình xăng này con thấy còn rất là im chú. Máy
Đó, cái này hơi là còn đầy đủ hết nha chú, do là nó chưa xúc bình xăng, nó không lên xăng rồi. Rồi được rồi chú này, do là mình chưa xúc bình xăng đó chú, nó không có lên xăng thì nó không có chạy. Máy này là xúc bình xăng con lại chắc ăn chạy luôn chú ơi. Máy này hôm nay con bán của chú là 4,2 triệu bao ship ha. Còn cái này là 3,4 triệu, cái này chạy rồi nha chú. Cái này là 4,2 triệu là chưa chạy nè. Đó, của chú nào làm được hai máy này là nguyên cặp hoặc là một cái gì cũng liên hệ bên hội, cơ số điện thoại màn hình nha chú. Đó, cảm ơn chú xem hết clip, chào chú.